Xin chào các bác nhá. Hôm nay chia sẻ các bác về vào cám con tràng nghịch. Thực ra bản chất con tràng nghịch thì anh em mình đi đánh thì nó rất chỉ là hăng. Mình cũng chỉ cần một con bổi thôi hoặc một con mồi giả có thể đánh được nó. Nhưng mình muốn chơi hay hay tí mình vào cám một vài con. Chơi thì nói chung là nó nếu mà chim bổi mà chơi được cái lúc kêu rồi thì là rất là hay. Mà bọn này thì nói thật các bác là cực dễ thuần. Thuần nó cũng dễ thôi các bạn. Chia sẻ với các bác này, tất cả các loài chim và các loài động vật hầu như con gì cũng vậy, cứ đánh vào cái dạ dày là thuần nó hóa nó được hết. Ví dụ như một con chim cảnh hoặc là một con tràng nghịch, một con cuốc hay một con bịp, nếu mà nó có nhảy và nó có nhác người một tí, các bác cứ để bỏ đói nó tầm một nửa ngày cho ăn một lần, mỗi lần cho ăn một tí thì là con chim nó sẽ rất chỉ thuần và rất chỉ nhanh thuần các bạn ạ. Tất cả đều như thế hết. Ví dụ như con tràng nghịch này, các bác chỉ cần bỏ đói nó cái, bỏ đói tầm khoảng nửa ngày, cho mấy hột cám, khoảng 5-7 hột cám, sáng cho 5-7 hột, chiều cho 5-7 hột, 2-3 hôm nhìn thấy người quấn quýt ngay các bạn. Cầm sâu cầm dế cho ăn, nếu mà nó chưa quen cầm tay thì các bác cho vào lọ cám cho nó ăn dần cho nó quen. Đây như trước mắt các bác đây là mấy con tràng nghịch của em, kia còn mấy con nữa các bạn. Kia thì em nuôi tất cả 6 con nhưng mà sổng mất 2 các bạn. Đây cái con đang nhảy ở lồng inox kia, con đấy mới nuôi được 4 ngày. Còn con bên cạnh lồng vuông nó đang nằm kia thì nuôi được 7-8 ngày rồi các bạn. Nói chung là nó ăn cám ok rồi, được ok rồi. Còn cám của nó đây các bạn, anh em mình mua một ít sâu quy hoặc sâu rồng hoặc là giun đất, dán đất thì anh em có thể là cho nó ăn thì nói chung là mình cứ trộn cám ướt, con chim này mình cứ trộn cám ướt cho nó ăn các bạn thì là nó rất chỉ vào cám rất chỉ nhanh. Đấy như trước mắt các bác đây, em bắt đầu đi cho nó ăn đây. Em đây chỉ là trộn sâu rồng thôi với cả dế các bạn. Con dán đất đây các bạn, con rán đất nói chung là mình trộn vào cho nó cũng ăn ác mà thứ hai nữa con rán đất nó cũng rất chỉ tốt đấy, không thì các bác đào sâu đào giun, nói chung là cái giun đất của mình ấy các bác, cái giun mà nhất là mình bỏ cây chuối nó thối nó nát nát rồi ấy, thì cái giun đỏ đỏ hay gọi là giun đất đấy thì là nó rất chỉ ăn rất chỉ béo đấy, không nữa thì mình lấy giun mình cũng được. Con này mổ tay ghê thế nhỉ? Nó giống này nó cũng hăng, nó cũng ác các bạn. Nói chung là lúc mình bẫy nó cũng vậy. Con cặp mình rất chỉ đau. Đấy, con này nó cứ mổ tay. Nói chung là cái bọn này thuần hóa nó dễ thôi các bạn, không có gì cả. Cũng đơn giản lắm. Em cũng thuần nghịch một vài con chơi sau để gột nó. Đấy các bác nhìn thấy nó ăn không? Nó ăn rất tự nhiên luôn. Không có gì mà hai con này mới khoảng 3 ngày, chưa được 3 ngày các bạn. Nói chung là tất cả các con đều đánh vào dạ dày là thuần được hết. Từ con khuyên, con chảo mào, tất cả các loài chim, nói chung chim hót, chim cảnh, chim chơi. Ví dụ mấy con bịp bịp này cũng vậy. Trước mấy con bịp này thực ra con bịp này nó cũng nhảy này các bạn ạ. Họ nuôi thì con bịp mái này nó cũng nhảy. Nhưng về em thuần khoảng 1 tháng thôi thì là cực ok luôn các bác nhìn này. Đấy thì con mái này thì rất là dễ thuần, bản chất nó cũng đã dễ thuần rồi. Đấy các bác nhìn mặt nó vẫn còn sứt kìa, mỏ đợt trước về mỏ nó sổ nó còn rách ấy. Xong bắt đầu là em cũng cho nhịn đói, không cho ăn gì cả. Riêng bọn bịp thì các bác thuần thoải mái, nhịn đói thoải mái. Còn kia hai con kia đấy thì hôm nay chia sẻ các bác về bệnh về cách vào cám con cúc hoa. Nếu bác nào thích nuôi thì các bác có thể vào cám như em này, rất chỉ dễ. Còn bác nào chưa biết hiểu về chưa biết chi tiết về nó như thế nào, các bác có thể để comment dưới video. Các bác hỏi vấn đề gì em sẽ trả lời các bác vấn đề đấy. Thì rất mong được sự ủng hộ các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào toàn thể các bác.